Xin chào cả nhà, đây là món cháo cá lóc. Có thể cả nhà đã từng ăn qua món cháo này rồi, hoặc cả nhà cũng đã nấu cháo cá rất nhiều lần rồi đúng không ạ? Tuy nhiên, hôm nay em xin chia sẻ với cả nhà một cách nấu rất đặc biệt để món cháo cá vốn đã ngon thì nay sẽ ngon hơn nữa. Và quan trọng là nếu cả nhà mình có ai hay ngần ngại các món mà làm từ cá đó, vì mình sợ mùi tanh, thì em hy vọng rằng với cách làm chia sẻ này sẽ giúp cho cả nhà nấu được một nồi cháo cá ngon lành hết ý luôn nha. Để nấu phần cháo thì em sẽ dùng 200g gạo. Và gạo này em sẽ cho lên chảo nha, em rang cho gạo của mình vàng thơm lên. Mình rang gạo trước khi nấu cháo như thế này thì một lát nữa nồi cháo của mình nấu xong sẽ rất là thơm đó cả nhà. Và cái hạt gạo của mình không có bị đổ nhựa. Đối với cá lóc để nấu cháo thì cả nhà nên chọn những con cá lớn một chút xíu nha. Và ở đây thì em dùng con cá là 1 kg. Mình chọn cá lớn để khi ăn mình dễ lừa xương hơn nha cả nhà. Tiếp theo thì em sẽ cho vào trong nồi là 3 lít nước. Rồi em cho tiếp vào đây là 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng ăn canh nước mắm, 1 muỗng ăn canh đường và nửa muỗng cà phê tiêu. Em sẽ đậy kín nắp lại và em nấu cho nồi nước của mình sôi lên. Và khi nồi nước của mình bắt đầu sôi bùng lên như thế này rồi thì bây giờ em sẽ thả cá vào em nấu cho cá chín nha. Cả nhà phải thả cá khi mà nước sôi như thế này thì cá của mình mới không bị tanh. Và các gia vị mà em đã nêm vào trước đó thì sẽ giúp cá của mình thấm một chút gia vị mặn mặn ngọt ngọt rất là ngon. Và một chút xíu tiêu cũng làm khử đi mùi tanh của cá rất là tốt đó cả nhà. Và thời gian để luộc cá là 20 phút. Sau 20 phút luộc thì cá của mình đã chín rồi đây, bây giờ em sẽ vớt cá ra. Rồi em sẽ cho phần gạo rang lúc nãy vào mình nấu cháo nha. Cả nhà cứ để lửa sôi liu riu như thế này mình nấu cháo trong vòng 45 phút cho hạt gạo của mình mềm nhừ ra ha. Trong thời gian chờ đợi nấu cháo thì bây giờ em sẽ chuẩn bị các nguyên liệu khác. Em sẽ bắt một cái chảo lên bếp và em cho vào đây là 1 muỗng ăn canh dầu ăn. Rồi em cho khoảng 1 muỗng ăn canh hành tím và tỏi băm nhỏ vào em phi cho vàng thơm lên. Khi hành tỏi của mình đã vàng thơm lên rồi thì bây giờ em sẽ vớt hành tỏi ra và mình chỉ giữ lại phần dầu trong chảo thôi. Phần hành tỏi phi này một chút xíu nữa mình sẽ dùng sau nha cả nhà. Tiếp đến thì em sẽ cho vào trong chảo này là 200g nấm rơm. Em sẽ xào nấm rơm trong cái phần dầu hành phi này cho thơm nè. Rồi em cũng nêm vào chảo nấm rơm này 1 muỗng cà phê hạt nêm để nấm của mình thấm một chút xíu gia vị mặn mặn ngon hơn nha. Và cả nhà chỉ cần xào cho đến khi nào mà phần gia vị của mình tan hết thì mình sẽ tắt bếp. Cá lóc sau khi đã luộc chín rồi thì bây giờ em sẽ rắc lên đây một chút xíu tiêu nữa cho cá của mình thơm nè. Rồi em cho cái phần mà hành tỏi mình vừa phi lúc nãy đây, em cũng cho vào đây. Và sau cùng thì em sẽ rắc lên một chút xíu hành ngò cắt nhuyễn như thế này nữa. Và đảm bảo chắc chắn với cả nhà rằng là phần cá lóc của mình là chỉ có thơm và thơm hơn nữa thôi chứ không có mùi tanh đâu ạ. Và một phần đặc biệt tiếp theo rất là ngon đó là phần tương hột xào. Bây giờ em sẽ bắt chảo lên bếp nha và em cho vào đây là nửa muỗng ăn canh dầu ăn. Rồi em cho tiếp là 30g sả băm nhỏ cùng với 1 muỗng cà phê tỏi băm nhỏ vào em phi cho vàng thơm lên. Khi sả và tỏi đã vàng thơm lên rồi thì em cho vào đây là 1 muỗng cà phê ớt bột nữa. Rồi em đảo đều ha. Và em cho tiếp vào đây là 100g tương hột. Em dùng cả phần nước và phần hột tương luôn nha cả nhà. Và mình sẽ xào phần tương hột này trong sả tỏi ớt cho thật là thơm lên. Phần gia vị cho nồi tương hột này thì em sẽ nêm vào đây là 1 muỗng cà phê hạt nêm cùng với 1/3 muỗng ăn canh đường.
và em sẽ xào cho gia vị của mình tan hết là mình sẽ tắt bếp được rồi. Sau gần 45 phút nấu thì bây giờ nồi cháo của mình đã mềm nhừ rất ngon rồi đấy ạ. Em sẽ cho tiếp phần nấm rơm mình đã xào lúc nãy vào. Và bây giờ cả nhà chỉ cần đợi cho nồi cháo sôi bùng trở lại một lần nữa, rồi cả nhà nêm nếm xem là vị của cháo đã vừa hay chưa nha. Xong rồi mình tắt bếp. Để ăn kèm với món cháo cá lóc thì không thể thiếu một ít rau đắng và vài cọng giá sống như thế này. Rồi em sẽ múc phần cháo nóng hổi cho vào đây thì phần rau đắng và phần giá sống của mình sẽ chín luôn đó cả nhà. Và khi ăn thì những cọng rau đắng cũng như giá của mình giòn giòn rất là ngon. Rồi em rắc lên đây một chút hành ngò cắt nhỏ, thêm hành tím và tỏi phi cho thơm. Và sau cùng em rắc thêm một chút xíu tiêu nữa. Cả nhà cũng nhớ múc thêm một chút xíu tương hột xào xả ớt lúc nãy nè, mình cho vào trong tô cháo mình trộn đều lên nha. Một chút tương hột như thế này sẽ làm cho tô cháo cá của mình rất là đậm đà, hấp dẫn luôn. Và khi ăn đó, cả nhà cắn trúng hột tương, cả nhà sẽ cảm nhận là hột tương của mình béo béo, bùi bùi rất là ngon ạ. Và em cũng chuẩn bị thêm một chén nước mắm trong với vài lát ớt hiểm cay như thế này để mình chấm cá cho đậm đà nữa. Em mến chúc cả nhà nấu món cháo cá lóc thành công. Xin cảm ơn cả nhà đã xem video. Xin chào và xin hẹn gặp lại cả nhà ở các món ăn tiếp theo nhé.